là một giống loài nhỏ bé nhưng chứa tham vọng lớn, muốn thôn tính cả vũ trụ. Con người đã đưa những con tàu chinh phục không gian sâu thẳm được từ 50 năm trước, kể từ lần phóng Pioneer 10 năm 1972. Hiện chúng ta có 5 tàu vũ trụ đã chạm tới rìa của hệ mặt trời. Hầu hết chúng đã bất chấp cái chết dự kiến và vẫn đang hoạt động vượt trên kế hoạch nhiệm vụ ban đầu. Những tàu vũ trụ này được lên kế hoạch khám phá các hành tinh lân cận của chúng ta. Nhưng giờ đây chúng đang mở đường ra khỏi hệ mặt trời, cung cấp cho các nhà thiên văn học những khám phá mới hết sức kinh ngạc trong không gian. Voyager 1 và 2. Nhiệm vụ Voyager đã tổ chức một lễ kỷ niệm rất đặc biệt trong năm vừa qua, đó là 45 năm hoạt động, từ những chuyến bay gần đến các hành tinh bên ngoài cho đến khám phá tầm với xa nhất của con người trong không gian. Hai tàu vũ trụ này đã đóng góp to lớn vào sự hiểu biết của các nhà thiên văn học về hệ mặt trời. Nhiệm vụ chính của chúng bây giờ là khám phá nơi ảnh hưởng của mặt trời kết thúc và ảnh hưởng của các ngôi sao khác bắt đầu. Voyager 1 đã vượt qua Nhật Quyển, ranh giới nơi dòng hạt của mặt trời không còn là ảnh hưởng quan trọng nhất vào năm 2012, với Voyager 2 theo sát sau đó vào năm 2018. Linda Speaker, nhà khoa học dự án Voyager và là nhà khoa học hành tinh tại phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA, chia sẻ: Voyager 1 hiện đã ở trong không gian giữa các vì sao được một thập kỷ và nó vẫn đang tiếp tục một cách mạnh mẽ. Nhóm phụ trách nhiệm vụ đã gặp phải một trục trặc lớn trong năm trước khi tàu vũ trụ bắt đầu gửi về trái đất những thông tin bị cắt xén về vị trí của nó. Các kỹ sư đã tìm ra nguyên nhân. Con tàu vũ trụ đang sử dụng một phần cứng máy tính bị hỏng, nhưng sau đó nó đã được khôi phục hoạt động. Tuy nhiên, những loại sự cố này đã được dự kiến là sẽ xảy ra với một tàu vũ trụ già cỗi. Nhóm phụ trách nhiệm vụ cũng đang tích cực quản lý nguồn cung cấp năng lượng trên mỗi con tàu, vốn đang giảm dần mỗi năm khi các máy phát phóng xạ của tàu thăm dò ngày càng kém hiệu quả. Các nhân viên điều khiển đã phải tắt máy sưởi để giữ ấm cho một số dụng cụ khoa học trên tàu trong môi trường không gian lạnh giá, khắc nghiệt. Và trước sự ngạc nhiên của mọi người, những dụng cụ đó vẫn hoạt động hoàn toàn tốt. Các máy ảnh của Voyager có thể đã bị tắt từ nhiều thập kỷ trước, nhưng các thiết bị khác của tàu vũ trụ đang thu thập dữ liệu về plasma và từ trường từ mặt trời ở khoảng cách rất xa so với chính ngôi sao đó. Do các hạt của gió mặt trời, dòng hạt tích điện liên tục chảy ra từ mặt trời, cần có thời gian để di chuyển một quãng đường dài như vậy. Nên các quan sát từ xa cho phép các nhà khoa học thấy được những thay đổi từ mặt trời lan truyền khắp khu vực vũ trụ của chúng ta như thế nào. Rìa của hệ mặt trời cũng chứa đầy những điều bất ngờ. Điều hợp lý là plasma từ mặt trời trở nên thưa thớt hơn và lan rộng ra khi chúng ta di chuyển ra xa trung tâm hệ mặt trời. Nhưng trên thực tế, các tàu Voyager đã gặp phải plasma dày đặc hơn nhiều sau khi băng qua Nhật Quyển. Các nhà thiên văn học vẫn còn bối rối về điều đó. Nhà khoa học Linda Speaker cho biết, thật đáng kinh ngạc là sau ngần ấy thời gian, chúng ta vẫn tiếp tục thấy ảnh hưởng của mặt trời trong không gian giữa các vì sao. Tôi đang mong đợi Voyager tiếp tục hoạt động, có lẽ sẽ đến kỷ niệm 50 năm. Pioneer 10 và 11. Tàu vũ trụ Pioneer giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử không gian vì vai trò của chúng, đúng như cái tên Pioneer, tạm dịch là những người tiên phong. Ngày 13 tháng 6 năm 1983, Pioneer 10 đã trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên rời khỏi hệ mặt trời để chu du trong vũ trụ bao la. Được thiết kế để phục vụ cho một chuyến bay dài trong vòng 21 tháng, nhưng Pioneer 10 đã bền bỉ hoạt động gấp 10 lần khoảng thời gian đó và kéo dài sự tồn tại trong hơn 30 năm. Trong hơn 30 năm đó, nó đã thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử của mình, đó là chụp ảnh về hai hành tinh khí khổng lồ, sao Mộc và sao Thổ, cũng như truyền về trái đất các số liệu về bức xạ liên hành tinh và trường từ. Thật không may, hai con tàu vũ trụ tròn 50 tuổi này không còn hoạt động. Pioneer 10 đã mất liên lạc vào năm 2003 và Pioneer 11 đã im lặng kể từ lần liên lạc cuối cùng vào năm 1995. Nhưng cả hai tàu vũ trụ này đều là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của loài người trong hệ mặt trời và chúng vẫn đang tiếp tục hành trình của mình. Ngay cả khi chúng ta không gửi lệnh cho chúng, khi một con tàu vũ trụ được đặt trên quỹ đạo hướng ra khỏi hệ mặt trời, theo các định luật vật lý, nó sẽ không dừng lại trừ khi có điều gì đó thay đổi hướng đi của nó. Với sứ mệnh của người mở đường, con tàu Pioneer đã mang theo mình một tấm thông tin kỳ lạ,
Đó là một bức thư của người trái đất gửi tới người ở hành tinh khác. Tấm thông tin đó suy cho cùng là một người tiên phong đầu tiên mà loài người phái tới tinh cầu bên ngoài, là dấu ấn đầu tiên mà con người lưu lại lâu dài trên vũ trụ. Có thể nó để cho người ở hành tinh khác biết được trên hành tinh nhỏ bé như trái đất này đang tồn tại hoặc đã từng tồn tại các sinh vật có trí tuệ cấp cao như loài người này. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là niềm kiêu hãnh của nhân loại chúng ta. Tàu New Horizons. New Horizons cho đến nay là em út của những nhiệm vụ đột phá này, vừa mới ra mắt vào năm 2006. Sau khi hoàn thành chuyến bay ngang qua hành tinh lùn Diêm Vương nổi tiếng vào năm 2015, tàu thăm dò này đã phóng ra khỏi hệ mặt trời với tốc độ kỷ lục, được thiết lập để đạt đến trạng thái tạm dừng vào khoảng năm 2040. Nó không chỉ hoàn thành sứ mệnh chính của mình, mà còn thực hiện thành công chuyến bay ngang qua một đối tượng nhỏ nằm ở vành đai Kuiper, mang tên Arrokoth vào năm 2019, với tư cách là phần mở rộng sứ mệnh đầu tiên của nó. Đầu năm 2022, New Horizons đã được đưa vào chế độ ngủ đông vì một nhiệm vụ mở rộng vẫn chưa được phê duyệt. Nhưng giờ đây, nhóm điều khiển sứ mệnh đang hào hứng chuyển sang nhiệm vụ mở rộng vành đai Kuiper thứ hai của New Horizons, hay gọi tắt là KEM-2. Sứ mệnh được khởi động vào tháng 10 năm 2022, mặc dù tàu vũ trụ sẽ ngủ đông cho đến ngày tháng 3 năm 2023. Trong khi chờ đợi, nhóm điều khiển sứ mệnh đang chuẩn bị cho những quan sát mới thú vị, với các công cụ tiên tiến hơn nhiều so với những gì mà Voyager mang theo trong những năm 1970. Các nhà khoa học đã sẵn sàng sử dụng New Horizons như một đài quan sát tăng cường trong hệ mặt trời xa xôi, cung cấp một cái nhìn mà chúng ta không thể đạt được ở đây trên trái đất. Bonnie Burati, nhà khoa học hành tinh tại TBL và là thành viên của nhóm New Horizons, đặc biệt mong đợi những góc nhìn mới về các vật thể vành đai Kuiper, những khối băng và đá ngoài sao Hải Vương, vị trí độc đáo của New Horizons trong hệ mặt trời bên ngoài, cung cấp những góc nhìn mới về các vật thể vành đai Kuiper này. Các góc nhìn khác nhau có thể cho các nhà thiên văn biết bề mặt của các vật thể gồ ghề như thế nào. Trong số những thứ khác, dựa trên cách ánh sáng tán xạ và tạo bóng trên chúng, một nhà khoa học hành tinh khác trong nhóm từ Viện Nghiên cứu Tây Nam ở Colorado, Leslie John, muốn sử dụng tàu vũ trụ để có cái nhìn mới về một thứ gần nhà chúng ta hơn, những người khổng lồ băng thiên vương tinh và hải vương tinh. Góc nhìn độc đáo của New Horizons cung cấp cho các nhà khoa học thông tin về các ánh sáng tán xạ qua bầu khí quyển của các hành tinh, thông tin mà chúng ta không thể có được từ đây trên trái đất, vì chúng ta không thể nhìn thấy thiên vương tinh và hải vương tinh từ góc độ đó. Các nhà khoa học hành tinh đang háo hức muốn biết thêm thông tin về những hành tinh này, đặc biệt là khi NASA bắt đầu lên kế hoạch cho một sứ mệnh mới đến thăm thiên vương tinh. Khi tàu New Horizons thức dậy sau chế độ ngủ đông, nó sẽ vượt qua cái gọi là vách đá Kuiper, nơi các nhà khoa học hiện cho rằng có ít vật thể vành đai Kuiper lớn hơn nhiều. Brian Holler, nhà tiên văn học tại Viện Khoa học Kính Viễn vọng Không gian của Baltimore, chia sẻ: "Khi chúng tôi quan sát các hệ sao khác, chúng tôi thấy các điểm ảnh vỡ mở rộng ra khoảng cách lớn hơn nhiều so với các ngôi sao chủ của chúng. Nếu người ngoài hành tinh nhìn vào hệ mặt trời của chúng ta, liệu họ có thấy điều tương tự không? Nhiệm vụ mở rộng tiếp theo này thậm chí sẽ mạo hiểm vượt ra ngoài lĩnh vực khoa học hành tinh ban đầu của New Horizons. Giờ đây, tàu vũ trụ sẽ cung cấp các phép đo tốt hơn bao giờ hết về nền của ánh sáng và các tia vũ trụ trong không gian. Theo đó, sự phân bố của bụi trên khắp hệ mặt trời của chúng ta và thu được thông tin quan trọng về ảnh hưởng của mặt trời, giống như đàn anh Voyager. Vì ba tàu vũ trụ xa xôi có chức năng đang đi theo các hướng riêng biệt, chúng cho phép các nhà thiên văn học vạch ra những điểm bất thường trong cấu trúc hệ mặt trời. May mắn cho New Horizons, các dấu hiệu cho thấy tàu vũ trụ sẽ có đủ năng lượng để tồn tại qua những năm 2040 và có thể xa hơn nữa. Mỗi năm, di chuyển xa hơn 480 triệu km vào lãnh thổ chưa được khám phá. Ngoài các thiết bị khoa học, có một số tạo vật văn hóa trên con tàu, bao gồm một đĩa combat chứa 434.738 cái tên, một mảnh của tàu Spaceship One chế tạo bởi công ty Scale Composite, một tem USPS chưa được khám phá và một lá cờ của Hoa Kỳ cùng với những vật lưu niệm khác. Khoảng 30 gram tro cốt của Clyde Tombaugh được chứa trên con tàu để tưởng niệm sự phát hiện Diêm Vương Tinh của ông vào năm 1930. Một đồng xu kỷ niệm tiểu bang Florida
với thiết kế kỷ niệm sự khám phá của loài người được kèm theo. Một trong các khí cụ khoa học được đặt tên theo Venete Brownii, là người đề xuất tên diêm vương sau sự phát hiện của nó khi còn nhỏ.